Honey, honey, honey. Xuất sắc mẹ luôn. Ok, tặng cho hai bạn nhé, chúc hai bạn hạnh phúc ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều và mong là các bạn sẽ ở đây để xem chương trình của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Hip. Ngày hôm nay thì mình lại có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để tiếp tục gửi tới mọi người chương trình ghép đôi đường phố. Và như thường lệ thì đồng hành với mình ngày hôm nay thì vẫn có một nhà tài trợ quen thuộc, đó là nhà tài trợ OK VIP. Từ ngày gặp em con tim ngân nga khúc phương tình ca, khắp chốn sơn hà chỉ môi em làm tim xa ngã. Và liệu rằng thì ngày hôm nay có một cặp đôi nào sẽ có thể tìm thấy nhau và đến được với nhau hay không thì các bạn hãy coi cho đến hết video nha. Và đừng quên là ấn like, share và subscribe cho kênh NTH Vlog của mình để mình sớm đạt được nút vàng mang về để khoe mọi người nha. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm những bạn nam nữ vẫn còn đang độc thân trên phố đi bộ và cho họ được gặp gỡ nhau, được tìm hiểu với nhau và được nói chuyện với nhau nha. Mong rằng là ngày hôm nay mình sẽ có thể ghép đôi được cho các bạn ấy thành công. Let's go. Ok. Một lần nói hết những điều tim còn e ngại, cho em theo anh nghe theo anh tới tận cùng của hạnh phúc. Yêu em nhé, my baby boy. I love you, la 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 la. Anh sẽ mãi là người chở che cho em, không thể cách rời tay anh đây, hay nắm lấy thôi sẽ chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend. Em xin bao nhiêu? Mấy ạ? 99. 99 à? Em là người Bắc đúng không? Dạ đúng rồi. Em vào trong này lâu chưa? Mới ra một tuần. Một tuần. Em đi với ai? Đi với mình. Đúng rồi, mình hả? Thế là em đang độc thân đúng không? Đúng rồi. Ôi, thế em đi vào đây với anh bảo anh nghe. Đầu tiên thì em giới thiệu về bản thân mình cho khán giả và tất cả mọi người được biết là em tên là gì, em xin bao nhiêu và em đến từ đâu? Em tên là Ngọc Thanh Vi. Em ở Hà Nội. Vi. Em sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 99 ạ. Em độc thân lâu chưa? 4 năm rồi. Em cao mét bao nhiêu? Cao mét 7. Ui, được của nó. Mẫu yêu lý tưởng của em thích một chàng trai như nào? Cao em xíu, hoặc là bằng em. Tiếp. Thế thôi. Còn để nếu mà yêu thì sẽ có nhiều cái lý do khác á. Nên là cứ... Tính cách thì sao? Tính cách thì mỗi người một tính á. Em không có bắt người ta theo tính của em được. Thế nếu là một chàng trai miền Nam thì sao? Chưa thử bao giờ. Thế tại sao trong vòng 4 năm qua mà em không có quen thêm bất kỳ ai khác? Thì trước đó em trải qua khá là nhiều kiểu. Nó không được may mắn lắm á. Bị chắp à? Hay bị cắm sừng? Cả hai. Bộ sưu tập của em có mấy cái sừng rồi? Có hai cái à. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get into it because they would never understand. Cho nên là em muốn kiểu mình dừng lại một xíu để... Nhưng mà dừng lại hơi lâu rồi nhá. Thế rồi, anh tìm thêm một anh đi. Ok, đó, anh sẽ cố gắng. Ok, một chút thông tin về bạn nữ tiếp theo nè. Bạn nữ này sinh năm 99. Bạn ấy ở ngoài Hà Nội, mới vào đây được một tuần thôi. Bạn ấy cao 1m7. Trời ơi, chưa. Và bạn ấy độc thân 4 năm rồi. Bạn ấy muốn tìm một chàng trai cao ít nhất là bằng bạn ấy trở lên. Tức là từ 1m7 trở lên. Là trai miền Nam hay trai miền Bắc đều được hết. Ưu tiên cho trai miền Nam hơn, bởi vì là bạn ấy chưa trải nghiệm trai miền Nam bao giờ. Bạn ấy bảo là bạn ấy độc thân cũng khá là lâu rồi, nhưng mà bạn ấy bây giờ đang rất muốn có tình yêu rồi đấy. Nên là ngày hôm nay mình thấy có rất là nhiều những anh đẹp trai, cao giáo, ví dụ như bạn này chẳng hạn này. Rồi bạn này này, rất đẹp trai. Nào bây giờ mình có thể mời cả hai bạn. Ốc, bạn này có bồ rồi à? Chồng luôn hả?
Bây giờ hai bạn có thể hôn nhau một cái 10 giây mình sẽ tặng quà cho các bạn. Được không? Hôn nhau, hôn môi nha, hôn môi 10 giây mình tặng quà. Nào, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Ôi, xuất sắc mẹ luôn. Ok, tặng cho hai bạn nhé, chúc hai bạn hạnh phúc ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều và mong là các bạn sẽ ở đây để xem chương trình của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Làm gì đấy? Nào, để đồ đi. Rồi, đứng đây, tạm thời đứng đây nhá. Để tôi tìm thêm một người nữa cho nó có đối thủ cho chơi cho nó vui. Nào, à bên anh này có mở bạn rồi. Nào, tôi quét tiếp nào. Đằng sau mấy anh Tây đẹp dài quá ngờ. Nhưng mà em dốt tiếng Anh lắm, không nói chuyện được. Tiếp nào. Uầy, đằng kia ngoài này đẹp dài quá trưởng luôn này. You are have a người yêu. You are have a người yêu chưa? Girlfriend. A good friend? Yeah. Yeah, a girlfriend. No, no. No, you single. Yeah. Yes. But. Yeah, hello, my name is Aaron. I'm from Australia. Yep. I'm a medical student. Em hỏi anh đấy là đến Việt Nam lâu chưa? Have you been in Vietnam? My third time. Yeah, I love it here. How long you've been here? I've been here for a month now, staying for another 2 weeks. Yeah. Anh ấy sẽ ở đây cả tháng hoặc có thể là 2 tuần. Hỏi anh ấy thích điều gì nhất ở Việt Nam? So, what is most thing you like in Vietnam? The people, the culture, and the food. Yeah. Anh thích văn hóa, con người với cả đồ ăn ở đây. Okay, được. Thank you. Thank you. Và bạn tiếp theo nào? Okay. Tên của mình là Lợi và mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Mình hiện nay là đang 20 tuổi, 2003. Anh đầu tiên là bao nhiêu tuổi anh ạ? How old are you? 27. 27 tuổi. What's your name? Paul. How are you? I'm good. How are you? How old am I? At 20. 20? Yeah, yeah. Wow. Where are you from? England. Phần đầu tiên sẽ là phần tạo ấn tượng. Thì em muốn là các bạn đấy sẽ thể hiện điều gì để tạo ấn tượng với em? Thường thì em rất là thích những người mà hơi hài hước một xíu. Thả tính hai câu ha. Dùng đổ với anh thì ok ha. So we have a challenge. Yeah, what's the challenge? You have to say like sweet, like very romantic with me. Okay, so I just have to say something romantic. You have very beautiful eyes and a really nice smile, and I love the way you dress. You love my dress? I love the way you dress, yes. Okay, good job. Right. Nào bây giờ mình sẽ thể hiện một điều gì để tạo ấn tượng với bạn nữ này nào? Hiện tại chiều cao của em đang là 1m75. Nếu như mà để tính ra thì chiều cao của em chỉ có 1m60, à không, chỉ có 1m58 thôi. Bởi vì là 17 còn lại là nằm trong em rồi. Just a market, anh không đợi từng giờ. Chắc được ăn khó lắm nào, đừng mà. Bắn em ăn đầu dùng sung. Em hiểu vấn đề đúng không? Đẳng cấp, được, 10 điểm, về chỗ. You. Come here. Hỏi ông là cao mét bao nhiêu đi? How tall are you? 187 centimeters. Bây giờ mình sẽ cho bạn một cái thử thách. Tức là bây giờ anh sẽ dạy bạn ấy nói là em rất là xinh, anh muốn làm người yêu của em. So we have a challenge for you that he say a sentence in Vietnamese. You repeat it and say to me. No, I won't say that. Yeah, no. Why? Because I don't know what you're telling me, so. He's telling you I'm pretty and I want to be your boyfriend, that's all. Yes.
You want to meet my boyfriend? Want to be my boyfriend? Okay, okay. So easy. Yeah, yeah. And by why? Just a challenge. Okay, good evening. Nah, nah. I'm not ready for a girlfriend, you know? Anh ấy không sẵn sàng có bạn gái. Ok, thế bây giờ mình chỉ cần ôm nhau một cái thôi. Ôm nhau một cái. Ok, good job. Nào, lên lên lên, nốt à. Anh thấy chị cao quá mà hơi rén nha. Nào bây giờ thể hiện một điều gì đấy cho ấn tượng với bạn nữ này nào. Bây giờ đem rap em tặng kiện bạn một khúc à. Anh thì không có quỷ đen nhưng mà lại có số tiết kiệm. Yêu người như anh em thử nghĩ xem, cái gì cũng biết mà là còn biết chuyện. Yêu em là có kế hoạch nhưng mà anh không có chủ mưu, không khiến em khó thở như ở Vũ Hán. Và phương pháp số một là không được vũ phu. Đấy, lộn bản thế chứ lị phần này khá và rồi. Ok. Ok, vừa rồi thì bạn nam này đã dành tặng cho bạn nữ một đoạn rap ạ. Và các bạn muốn biết nội dung đoạn rap như thế nào thì về và lên kênh NTH Vlog của mình nhá, để coi nhá. Bây giờ thì em sẽ được chọn hai anh để vào vòng tiếp theo. Bây giờ bốn anh quay lưng lại. Turn around. Ok, bây giờ anh sẽ cho em 5 giây. Em sẽ được chọn hai anh vào vòng chung kết. Em thích anh nào thì đến và chạm vào vai anh đấy nhá. 5 4 3 3 2 1 Ok, hai anh này đúng không? Có muốn thể hiện điều gì trước khi mà về lại chỗ không? Em muốn nói gì với bạn nữ này không? Nói thiệt với anh chứ em có vợ rồi. Chứ hồi nãy là kêu có mấy ông anh bạn em đẩy em lên đó chứ em cũng không muốn lên. Ok được rồi, mời em về chỗ, về với bọn em đi nhá. Nào chúng ta đến với cuộc chiến giữa Việt Nam và Úc nhá. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái trò chơi nữa để thử thách hai bạn. Chúng ta sẽ lại như ban nãy, mình sẽ thử thách hít đất. Mình ban đầu định cho các bạn là sẽ bế bạn này nhưng bạn này mặc váy ngắn quá nên là thôi không bế nữa. Mình sẽ chọn cách là hít đất. Nào bây giờ xuống nào. Are you ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, đi chuyển một chút đi anh. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ok, good job. Một tràng pháo tay cho hai bạn này được không ạ? Tràng lớn được không ạ? Wow, không sao, em vẫn là niềm tự hào của Việt Nam. Việt Nam mãi đỉnh. Talk to me. Việt Nam mãi đỉnh. Việt Nam amazing. Việt Nam mãi đỉnh. Việt Nam mãi đỉnh. Nào lại nào. Việt Nam mãi đỉnh. Việt Nam mãi đỉnh. Được. Hảo hán. Yeah, ok, good job. Nào bây giờ em cầm tay hai anh giúp anh. Ok, trước khi em lựa chọn thì chúng ta sẽ lại đến với phần vote của khán giả nhá. Các bạn thích chàng trai nào thì vỗ tay cho chàng trai ấy nhá. Chúng ta sẽ đến với chàng trai Việt Nam ạ. Ok, thế thì ai thích chàng trai người Úc này ạ? Ok, mình là người Việt Nam, mình phải ủng hộ người Việt Nam chứ. Lại nhá anh em nhá. Nào, ai thích chàng trai người Việt Nam ạ? Ai thích chàng trai người Úc này ạ? Thôi, hết cứu rồi. Nào bây giờ anh sẽ cho em được 10 giây suy nghĩ. Em thích anh nào thì em giơ tay anh ấy lên như ban nãy nhá. 10 9 7 6 4 3 2 1
So that's what with me. Do I say something to you? Yeah. Yeah. What am I meant to say? I don't know. We can be friends or something. Yeah, we can be friends for sure. Yeah. Sure. Wonderful. Fantastic. Okay, mate. Right, Vietnam's amazing. Okay. Mình giới thiệu lại về bản thân nào. Mình tên là Lợi, hiện tại là 20 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nói với bạn đấy. Anh thật sự rất là thích em, trông em thật là xinh đẹp, lại còn nói giọng Bắc nữa, đúng chỗ của anh. Em tên là Vi, em ở Bắc, em sinh năm 99, là hơn anh 4 tuổi đấy. Em hơn anh 4 tuổi. Đối tác đâu thành vấn đề đâu anh. Đối tác không thành vấn đề đâu. Em đã lấy máy bay bao giờ chưa? Em hả? Có lẽ là em sẽ có thể photoshop được một cái bằng lái máy bay cũng được. Sao mày khá? Sẵn sàng photoshop một cái bằng lái máy bay. Đúng rồi. Ok, thế còn em có câu hỏi nào hay là em có ấn tượng gì trong lần đầu tiên gặp bạn này? Thì em nói với anh hồi nãy là em rất thích những bạn mà mặc bất dậy. Áo chỉ có bad boy đúng không? Đúng rồi. Bad boy thôi chứ đừng có tồi nha. Bad boy tử tế. Em là bad boy tử tế mà. Em theo Golden Beans. Em có biệt tài là khi em đi với ai á, em nhìn vào người ta tầm 5-6 giây thì kiểu người ta sẽ kiểu bị cuốn hút á. Ui. Thì nói chung là bây giờ cuộc thi ghép đôi mà đúng không? Thì mình ghép đôi xong thì mình nếu mà mình gợi ý với nhau thì mình sẽ tiếp tục với không được thôi. Thì em có thử thách cho bạn này là nhìn em tầm 5 giây, nếu mà bạn ấy muốn hôn em thì em tiếp tục. Bây giờ anh sẽ cho em một thử thách như này. Okay. Em cầm tay bạn đấy. Anh sẽ cho hẳn 10 cây luôn. Và sau đấy nếu như là em muốn làm gì thêm thì em tự làm. Anh sẽ tiếp tục lại đến thêm 10 cây nữa. Ok được không? Được đấy, trời ơi, tôi thích cái thử thách này. Nào bây giờ hai bạn nắm tay nhau một cái nào. Nào bây giờ bạn nữ và bạn nam sẽ nhìn thẳng vào mắt nhau trong vòng 10 giây. Sau đấy nếu như mà các bạn phát sinh bất kỳ một cảm xúc gì thì hãy để cho cảm xúc em nó đưa các bạn đi đến đâu thì đến. Được không ạ? Mình có thể hôn nhau, mình có thể làm bất kỳ một điều gì cũng được. Nào bây giờ anh sẽ đếm nhá. Ok. Ok. Cái gì ông nào còn nói câu gì hay đấy? Đã quá bác sĩ ơi. Nào cảm xúc của em nhỉ? Anh rất muốn nghe cảm xúc của em. Hiện tại cảm xúc của em rất là bùng nổ, kiểu bị sướng. Thế còn em sao cảm xúc của em? Lạ quá. Nhưng mà kiểu khi mình hôn nhau em mình có một cảm giác là kiểu cuốn hút mọi thứ. Em chấm điểm hôn bạn này đi. Trên thang điểm 10 em chấm bạn này mấy điểm? 9 điểm. Thế bạn em sao chấm bạn này mấy điểm? Em chấm cũng phải 10 điểm. Tại gái xinh mà. Thấy môi bạn đấy như nào? Mềm mà. Mềm. Môi bạn này sao? Cũng mềm. Mềm không? Anh nghĩ bây giờ thì mình không cần thêm bất kỳ một trò chơi hay gì cả. Chúng ta sẽ quay lưng lại, áp sát lưng vào nhau luôn. Vừa rồi thì anh nghĩ là những cái giây phút vừa rồi, những cái cảm xúc mà các em vừa có được ấy, thì các em nên quyết định luôn ngay bây giờ. Ok, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Các bạn sẽ trở
hôm nay các bạn có thể đi hẹn hò với nhau nhá, và hãy sớm báo với chương trình là các bạn đã trở thành một đôi chính thức nhá. Ok, cảm ơn các em rất nhiều. Thôi đưa nhau đi hẹn hò đi ạ. Cảm ơn các em.